Cũng trong sáng ngày hôm nay, tàu cá của ngư dân Trần Văn Mười ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã lai dắt tàu cá QNA 90749 TS bị hỏng máy cùng 49 ngư dân về đến âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà an toàn. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 5, Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ tàu cá QNA 90749 thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi cùng 49 ngư dân trên khu vực Bắc Biển Đông. Do khu vực nằm xa đất liền, lực lượng cứu nạn không thể ứng cứu kịp thời, nên Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng đã kêu gọi các tàu xung quanh hỗ trợ. Đến sáng ngày 17 tháng 5, tàu cá DNA 90777 của ông Trần Văn Mười ở cách tàu QNA 90749 khoảng 80 hải lý đồng ý đến ứng cứu và tiếp cận tàu bị nạn tối cùng ngày. Sau hơn 4 ngày la dắt qua hải phận Hoàng Sa, tàu gặp nạn đã về bờ an toàn.